Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện trong hôn nhân, chồng đối xử với vợ tốt bao nhiêu sẽ được nhận lại nhiều bấy nhiêu. Có một câu nói rất hay như thế này: chồng đối với vợ tốt bao nhiêu thì người vợ càng xinh đẹp dịu dàng bấy nhiêu. Người phụ nữ được phú dưỡng như vậy cũng sẽ mang đến hồi báo to lớn hơn cho gia đình. Câu chuyện thứ nhất. Hôm nay khi đi tàu điện ngầm, tôi đã gặp được một câu chuyện rất thú vị. Khi tàu điện ngầm đến nhà ga, bên cạnh tôi còn thừa một chỗ trống. Bỗng một cậu bé chừng khoảng 4-5 tuổi từ đâu chạy tới ngồi xuống chỗ trống đó. Rồi nhìn ra cửa tàu gọi to: "Mẹ ơi, mẹ mau đến đây đi, ở đây có chỗ thừa đây này." Không lâu sau, một đôi vợ chồng trẻ bước đến. Người vợ nắm tay người chồng, cười, nói với cậu con trai: "Chỉ có một thế này, vậy con cứ ngồi đi, mẹ đứng cùng bố cũng được rồi." Cậu bé nói: "Con là nam tử Hán, con không ngồi đâu, con đứng cũng được, mẹ hãy ngồi đi." Người mẹ không sao từ chối được lời thỉnh cầu của con trai, đành phải ngồi xuống. Người cha thì xoa đầu con trai mình, tỏ ý khen ngợi cậu đã làm được một điều rất tuyệt vời vậy. Qua cuộc trò chuyện của họ, tôi hiểu đại khái rằng người mẹ muốn đưa con trai ra ngoài chơi, nhân tiện đưa tiễn bố đi làm. Cậu con trai không ngừng nài nỉ bố rằng: "Bố cùng đi chơi với mẹ con được không?" Người bố an ủi cậu rằng: "Con ngoan nào, khi nào bố tan sở sẽ đón con và mẹ ngay, sau đó đưa con đi ăn món bánh chuối mà con thích nhất nhé." Cậu bé vẫn không vui lắm, cứ níu chặt tay bố mà không nói gì. Sau khi người bố đến trạm và chuẩn bị xuống xe, bỗng rất nghiêm túc nói với cậu bé rằng: "Con phải chăm sóc thật tốt người bạn đời của bố nhé. Không được quấy khóc, không được làm phiền cô ấy. Biết chưa nào? Đó là người bạn đời của bố đó. Con đã hiểu chưa? Bố vất vả đi làm là để kiếm tiền cho cả hai đó." Khi đó, mọi người đều cười ầm lên một cách thích thú, thiện ý nhìn hai bố con cam kết với nhau. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng trong gia đình này, thứ tự địa vị của họ chắc chắn là người mẹ, người con, rồi đến người bố. Đối với người con mà nói, sự giáo dục mà nó nhận được từ khi còn nhỏ có thể là mẹ, người quan trọng nhất. Thế nên mọi việc nó đều sẽ nghĩ đến mẹ trước tiên. Nó biết giúp mẹ giữ chỗ ngồi, kiên quyết nhường chỗ ngồi cho mẹ vì sợ mẹ mệt. Đối với người chồng mà nói, trong lòng anh, vợ cũng là người quan trọng nhất. Vì vậy, từ sớm anh đã dạy con trai phải biết yêu thương mẹ mình. Trong gia đình này, người được phú dưỡng nhất chính là người vợ, chứ không phải con trai. Và cuối cùng thì người được lợi nhiều nhất lại là anh chồng. Anh không chỉ có được một người con hiếu thảo và hiểu chuyện, mà còn có được một người vợ dịu dàng, chu đáo. Câu chuyện thứ hai. Tình huống này chợt khiến tôi nhớ lại cách đây không lâu. Tôi cùng mẹ ra ngoài uống trà sáng. Một lúc thì có một nhóm người bước vào quán, ngồi ở chiếc bàn tròn lớn bên cạnh. Nhìn vào thì có thể đoán ra đó là đôi vợ chồng với cậu con trai. Còn có bố mẹ, người thân bên nhà chồng. Sau khi mọi người ngồi xuống, một nhóm người bắt đầu trò chuyện, một nhóm khác thì xoay quanh con nhỏ. Người vợ còn lại thì bận trước bận sau, không chỉ rót trà cho mọi người, lại còn phải chăm sóc con nhỏ. Lát sau tôi nghe thấy người chồng bảo vợ rằng: "Em đi hỏi người phục vụ xem sao, đến giờ vẫn chưa thấy món ăn xíu mại vậy." Người vợ đặt tô cháo đang cho con ăn xuống, đứng dậy đi tìm người phục vụ. Sau khi người phục vụ đến rồi, bố chồng lại bảo cô rót trà cho mọi người. Khi người vợ rót trà thì vô tình làm đổ chén trà. Nghe xoảng một tiếng, chén trà rơi xuống sàn vỡ tan, nước trà nóng bắn lên người cô. Người phục vụ vội chạy đến xem thế nào. Người chồng và gia đình đứng một bên vừa xin lỗi người phục vụ, vừa mắng vợ là đồ phụng về. Tôi thấy cô vợ mắt đỏ hoe, nhưng vẫn lặng lẽ dọn dẹp và thay chén trà mới. Một lúc sau, bỗng nghe thấy người chồng lớn tiếng quát nạt: "Cô làm cái quái gì thế hả?
có đứa trẻ thôi cũng chăm không xong. Lúc đó tôi và mẹ đang trò chuyện, bị tiếng quát tháo này làm cho giật nảy mình. Tôi nhìn sang thì thấy cháu bé đang khóc nghẹn, chắc là do bị ngã. Còn người vợ lại luống cuống dỗ dành con, nhìn thấy mà tội. Điều kỳ lạ là bố mẹ chồng, người thân bên nhà chồng đều không có ai nói đỡ cho cô vợ này một vài lời. Một người vợ, nếu trong nhà bị đối xử như vậy, thử hỏi làm sao có thể hạnh phúc đây? Tôi thậm chí đã có thể đoán trước rằng khi đứa trẻ này lớn lên, nó sẽ trở thành một người phênh mặt thất hàm mà sai bảo mẹ nó, và tất nhiên sẽ không thể trở thành một đứa trẻ có giáo dưỡng được. Trong một gia đình, đôi khi một người cần được phú dưỡng hơn không phải là con nhỏ mà là người vợ. Loại phú dưỡng này không phải chỉ là tiền bạc vật chất mà còn cả tình yêu thương và sự tôn trọng. Câu chuyện thứ ba. Nói đến người vợ được chồng phú dưỡng, tôi chợt nghĩ đến Huỳnh Lỗi, một người chồng tốt chăm lo cho vợ là Tôn Lợi như con gái của mình. Khi Tôn Lợi họp lớp, tất cả những cô gái nhí nhảnh ngày xưa giờ đều đã giống như các bà thím, chỉ có Tôn Lợi trông vẫn như một nữ sinh. Có người bạn chia sẻ, cô ấy từ mối tình đầu, thời còn sinh viên đến khi kết hôn, chưa từng bị tổn thương hay ma sát về tình cảm, lại được che chở rất tốt, thế nên dung mạo cô đến giờ vẫn trẻ trung như thời thanh xuân vậy. Ở đôi vợ chồng này, chúng ta đều có thể thấy anh chồng phú dưỡng vợ hơn cả cô con gái. Phú dưỡng không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần. Có một câu nói rất hay như thế này. Chồng đối tốt với vợ bao nhiêu thì người vợ cũng sẽ xinh đẹp dịu dàng bấy nhiêu. Muốn biết hôn nhân có hạnh phúc hay không, chỉ cần xem vẻ ngoài của người vợ là biết. Người vợ được chồng thương yêu sẽ rạng rỡ như ánh mặt trời mang đến hơi ấm cho gia đình. Người vợ được chồng thương yêu, dung nhan sẽ luôn tỏa sáng, khiến mọi người tán thưởng mãi không thôi. Người vợ được chồng thương yêu, ắt sẽ dùng tình thương yêu này dạy dỗ con cái, hiếu kính bề trên là hậu phương vững chắc cho chồng một tương lai tươi sáng. Câu chuyện thứ tư. Thiên tài đầu tư Warren Buffett từng nói, khoản đầu tư quan trọng nhất trong cuộc đời tôi không phải là tôi mua cổ phiếu nào, mà là tôi chọn ai để trở thành người bạn đời của mình. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp có thể khiến người ta ngày càng nỗ lực hơn, ngày càng xuất sắc hơn, khiến ta cảm thấy hạnh phúc hơn so với cái thời chỉ một thân một mình. Hôn nhân hạnh phúc giúp người ta tự tin hơn, tiến xa hơn và hoàn thiện hơn từng ngày. Vậy nên, các đấng mày râu, xin hãy nhớ rằng tình yêu sâu đậm nhất mà bạn dành cho người phụ nữ bạn yêu thương không phải là cưới cô ấy về nhà, mà là sau khi cưới cô ấy về nhà rồi, bạn vẫn yêu thương, che chở cho cô ấy như những ngày đầu tiên khi mới quen thân, sao cho gia đình bạn và con trẻ đều yêu thương cô ấy. Tôi tin rằng một người phụ nữ được phú dưỡng như vậy cũng sẽ mang đến hồi báo to lớn hơn cho gia đình. Cô ấy sẽ cho bạn sự dịu dàng và chu đáo, dạy dỗ được những đứa trẻ hiểu chuyện, mang đến cho bạn một mái ấm tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Phú dưỡng ở đây tức là chu cấp đầy đủ cho một người, ngoài của cải vật chất ra, còn cả tinh thần nữa. Vâng, thưa các bạn, câu chuyện văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.